hãy nhìn vào hai video này. Video bên trái là do mình edit, còn video bên phải cũng là do mình edit nhưng mà cầu kỳ hơn. Theo thống kê, có 95% số người được hỏi thích video ở bên phía tay phải hơn. Bạn có đồng ý với con số mình vừa tự nghĩ ra không? Hãy xem hết video và để lại ý kiến ở phần comment nhé. 100 sound effect ai cũng đã từng nghe qua nhưng không biết là ở đâu. Phần 4. Và đó chính là tiếng riser. Mình hay sử dụng cái âm thanh riser này để tạo ra cái sự căng thẳng, cái sự kịch tính trước khi đạt đến một cái điểm cao trào. Và bạn có thể kết hợp với lại một cái zoom cận mặt cũng như là một cái chuyển cảnh thì nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng và cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái sound effect thứ hai đó chính là tiếng hits, là những cái tiếng đập, tiếng nổ. Nó thường được sử dụng khi mà có một cái thông tin bất ngờ, cái thông tin động trời được đưa ra, và khi kết hợp với lại slow motion cũng như là zoom thì tuyệt cả là vời. Thường thì cái sound effect này nó được lạm dụng bởi phim Ấn Độ với lại là chủ tịch giả dầu và cái kết là nhiều. Cho nên là các bạn cũng phải lưu ý là sử dụng tiết chế, chứ không là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó hơi tiêu cực chút xíu ha. Và trên cái bio của mình thì có hai cái sound effect hit và riser mình thường hay sử dụng. Nếu như các bạn thích thì hoàn toàn có thể đao xuống ha. Yes, rất là cảm ơn người quan sát một cái kênh mình rất yêu thích đã tạo ra một cái niềm cảm hứng cho cái video lần này ha. Và các bạn,